Tôi quan sát thấy trong những cuộc hát, các ca nương hát nhà tơ, hát múa cửa đình, hết sức coi trọng múa. Thớt radio đẹp như mới tinh, nặng và to như một mẫu âm ly các bạn nhá. Mã là Chio 57500. Mang giá trị siêu tầm và để nghe đài. Tần số 899091. Đó. Còn ở nơi địa phương các bác có thêm sóng đài nào thì sẽ bắt được thêm số điện thoại, địa chỉ ở cửa hàng trên tấm biển kia. Giá 1.400.000 đồng tại cửa hàng. Hàng đẹp như mới luôn. Có một điệu múa đậm màu sắc tâm linh nữa, đó là múa tống thần. Về trang phục, ca nương hay còn gọi là đào hát, mặc áo dài trong màu hồng, ngoài màu đen, đầu đội khăn vấn đen. Nam hay còn gọi là kết, mặc mới áo dài xanh hoặc đen, đầu đội khăn xếp, quần trắng. Nhạc cụ là đàn đáy, phách, xinh, chống con, chống cái. Chống con còn gọi là chống trầu. Chống trầu do ông cầm trầu. Cái này thì zin tuyệt đối nha, không có hỏng đâu mà anh em phải hỏi và là có sửa chữa hay không. Đứng hát, chứ không ngồi hát, nhờ ca. Nè, qua sự thể hiện của thái độ của tôi, Hoàng Thùy Linh thưa quý vị. Quay trở lại với những thông tin về Triệu Tư giao thông. Ở Hà Nội thì đang có 3 kênh đài 899091, còn tùy theo địa phương của nhà anh em